Cố lên, cố lên. Mình phải hoàn thành bài tập bắn súng lần này. Bắn hay lắm, bắn hay lắm. Mày không những giỏi kiếm mà còn giỏi cách. Bây giờ còn lợi hại thêm cả súng nữa. Nhưng thật đáng tiếc, mày cũng chỉ là một Glock vô mình mà thôi. Glock vô mình thì sao chứ? Ta cố gắng ngày đêm luyện tập để sau này sẽ giúp cha chống lại kẻ thù. Không như ngươi đâu, ta nên chạy vô dụng, suốt ngày chỉ lêu lỏng. Mày nói cái gì? Thứ hỗn xê kia. Nhưng khoan, dẫu gì tao cũng là một clockman, rồi cha cũng truyền chức chúa tể người đồng hồ cho tao. Còn mày à, mày cũng sẽ đi lấy chồng, sinh con, rồi làm việc bếp núc mà thôi. Câm mồm lại đi, ta sẽ không là một clock vua mành tầm thường như ngươi nói đâu. Còn cha có truyền chức chúa tể cho bất kỳ ai, cũng sẽ không truyền cho thứ vô dụng như ngươi. Cái gì? Mày dám nói tao vô dụng mà? Tao cho mày biết đây nè. Thật đáng đời. Trời, trời, là nó, cái lốc vô mình, nó dám đánh con, rớt từ trên lầu xuống. Trời lấy lại công bằng cho con. Hời, cái gì? Ngay cả em gái của ngươi, ngươi cũng đánh không lại nữa. Làm sao sau này có thể kế thừa sự nghiệp của ta chứ? Còn Glock Woman, nó là thân phận nữ nhi, không biết theo thua, nấu ăn, suốt ngày cứ lo tập võ, đánh đấm. Ta thật vô phúc mà. Thưa cha, con không muốn làm một thân phận nữ nhi tầm thường đâu. Con muốn chiến đấu chống lại kẻ thù, bảo vệ thế giới người đồng hồ của chúng ta. Trời, trời, nó tới rồi kìa. Mau chừng trị xử phạt nó đi. Hỗn xược lắm. Này, Glock Woman, bây giờ con đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Hãy xem trong dòng tộc của chúng ta, hãy chọn ra một người để lấy làm chồng đi. Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tại sao cha cứ ép con lấy chồng chứ? Không lẽ cha sợ con tranh giành chức chúa tể với tên vô dụng kia? Được, vậy thì con sẽ đi. Con sẽ ra vùng biên giới của chúng ta, ở đó chống lại kẻ thù, và không bao giờ quay về trung tâm này nữa đâu. Con gái, thuộc hạ đâu? Mau đuổi theo nó. Cô chú, hãy dừng lại đi. Hãy nghe lời chúa ta, mau quay về lấy chồng đi. Cô là thân phận nữ nhi, đánh đấm không nổi đâu. Cái gì? Đủ chết tiệt này dám khinh thường ta. Vậy được, các người hãy nhào lên đây hết đi. Một mình ta sẽ chiến đấu, cho các người thấy sức mạnh của nữ nhi mà các người khinh thường là như thế nào. Cô chú, vậy thì đừng ép chúng tôi ra đây. Đúng là một lũ vô dụng. Hãy nói với cha ta, ta sẽ ở vùng biên giới đẩy lùi tất cả những kẻ thù. Sao rồi, các ngươi tìm thấy con của ta chưa? Tìm thấy con gái của ta chưa? Chúa ta, xin ngài đừng xúc động. Chúng tôi đã chờ những anh em Glockman còn sót lại đi tìm cô chủ rồi, chắc chắn sẽ tìm được mà. Tốt lắm, trông cậy tất cả vào các ngươi. Không có gì đâu. Thôi chúa tể, ngài cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Chúng tôi ra bên ngoài canh gác để không ai vào đây quấy rầy ngài. Con gái ơi, con giờ đang ở đâu? Cha hối hận lắm rồi. Năm xưa Cha đã làm sai. Tôi về rồi đây. Rốt cuộc thế giới người đồng hồ đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Ông không nhận ra tôi à? Ông đã cho người đến vùng biên giới gọi tôi về đây mà. Là con gái. Cha thật hối hận. Hối hận à? Hối hận chuyện gì chứ? Còn tên anh trai lười biếng của tôi đâu? Không phải ông giao tất cả quyền lực cho hắn hay sao? Cha chỉ có một mình hắn là con trai. Trước sau gì cha cũng giao tất cả quyền lực cho hắn. Nhưng hắn đã vô cùng tham lam. Hắn cấu kết với một lũ quái vật. Bọn khốn đó đã trao tặng cho hắn một cơ thể Glockman bí ẩn. Hắn ăn vào và biến thành một super titan Glockman mới. Hắn đã dẫn đội quân quái vật đó tấn công ngược vào thế giới của chúng ta, đánh cha bị thương. Đúng là quả báo. Cha xin lỗi, đó là sai lầm lớn nhất của cha. Cha muốn con về đây, hãy giành lại thế giới Glockman này. Con sẽ là
vị chúa tể mới. Năm xưa tôi đã nói rồi, tôi không cần những thứ đó. Cha cầu xin con đó, mau lên cứu lấy thế giới của chúng ta bằng mọi cách. Đúng rồi, hấp thu lấy sức mạnh của cha, ăn lấy thịt của cha. Đây, đây, khốn kiếp. Được rồi, không có cách nào khác đâu. Chết tiệt thật, cuối cùng cái ngày khốn kiếp này cũng đã đến. Mình phải ra tay giết chết tên bẩn thỉu đó thôi. Khai mau, khai mau, các người giấu tên chúa tể tay tên Clubman cũ đó đâu. Bọn ta có chết cũng không bán đứng chủ nhân giống như các ngươi đâu. Mẹ kiếp, đúng là lũ cứng đâu. Thưa chúa tể, bọn chúng chết hết rồi, nhưng bọn chúng không khai. Cái gì? Đến chết chúng mày cũng không khai ra chỗ của cái lão già đó à? Vậy thì tao sẽ cho chúng mày tan xác. Dừng lại, tên chết tiệt xấu xa kia. Cả cha của ngươi mà ngươi cũng muốn làm hại. Ngươi đúng là đồ súc sinh. Mẹ kiếp, kẻ nào dám tới đây ăn nói ngông cuồng vậy? Hả? Vì thế này, một tay tên Clubman khác à? Không thể nào, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta tới đây trừng phạt đứa con bất hiếu cho ngươi. Từ nhỏ, ngươi đã lêu lỏng, suốt ngày ăn chơi. Đến khi ngươi lớn, ngươi lại làm những điều hỗn xược đến như vậy. Chú chết tiệt này ở đâu tới vậy? Hả? Cách nói chuyện của ngươi sao giống như con nhỏ khốn kiếp đó? Không lẽ ngươi chính là cái lốc vô mạnh năm xưa? Ngươi nói không sai, chính là ta. Nhưng bây giờ ta đã biến thành một tay tình Clubman toàn diện rồi. Và ta đến đây để giết chết ngươi, lấy lại thế giới người đồng hồ đã bị mất. Cái gì? Đúng chính xác là thứ bán nam bán nữ như mày rồi. Mẹ kiếp mày, ai cho mày có quyền tới đây giành thế giới này là của tao? Thì chính là lão ta, chính là cha của chúng ta. Ông ấy ra lệnh cho ta phải trừng trị thứ khốn kiếp chứ ngươi. Ông ấy đã hy sinh thân mình, truyền lại toàn bộ sức mạnh để ta biến thành một tay tình như thế này. Cái gì chứ? Lão già khốn kiếp đó, hết lần này đến lần khác ta kêu lão truyền ngôi cho ta, nhưng lão cứng đầu cứ thích làm chúa ta. Đến lúc ta tự tìm con đường riêng của mình, ta cấu kết với lũ quái vật ở ngoài không gian. Bọn chúng đã trao tặng cho ta một cơ thể tay tình phiêu chờ Clubman. Ta hấp thu sức mạnh của cơ thể đó thì ta mới tăng đột biến như thế này. Trải qua bao nhiêu cực khổ, ta mới chiếm được thế giới này, làm bá chủ ở đây, ngươi có biết không? Cấm mồm đi, những chuyện ngươi làm toàn là thứ tà đạo không chấp nhận được. Tà đạo à? Đúng, nhưng nó giúp ta trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Còn ngươi chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Chết tiệt, chưa kết thúc đâu. Hãy xem mũi khoan của ta đây. Thật là may quá, lúc trước mình giết một tên Real Man đã giữ lại mũi khoan của hắn, bây giờ thật hữu dụng. Gì thế này? Chết tiệt, không lẽ đây là sức mạnh của cái cơ thể khốn kiếp mà hắn đã sở hữu hay sao? Thật là lợi hại quá đi. Nhưng khoan, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Lũ quái vật ngoài không gian đã cấu kết với tên anh trai của mình. Chắc chắn bọn chúng ở gần đây mà thôi. Mình phải tìm ra bọn chúng. Bọn chúng đâu rồi? Chết tiệt, tình chúa tể tay tình Clubman đó sao giờ này còn chưa tới nữa? Chúng ta đã giúp đỡ hắn, đổi lại hắn cung cấp cho chúng ta những vật liệu quý hiếm ở hành tinh này. Hắn định phản kẹo à? Đây, cái quái vật khổng lồ ngoài vũ trụ, chúa tể của chúng ta đã bị giết chết rồi. Cái gì chứ? Bây giờ phải làm sao? Thật không ngờ, ta lần theo dấu vết của tên Clubman phản bội này để tìm thấy lũ quái vật các ngươi. Mẹ kiếp, tên nào đây? Có phải là tên đã giao dịch với chúng ta không? Thật chính là kẻ đã giết chết chúa tể Super Titan Clubman. Chạy thôi. Khổ kiếp, thì chết tiệt này dám phá chuyện làm ăn của chúng ta. Lũ bẩn thỉu này, các ngươi dám giúp đỡ tên khốn kiếp đó giết hại cha của ta. Đã vậy còn muốn trao đổi những vật liệu quý hiếm ở hành tinh này à? Không dễ dàng như vậy đâu.
ta sẽ tiễn các ngươi xuống chung chỗ với tên khốn kiếp đó. Các anh em cẩn thận, thứ này nguy hiểm, chết tiệt, phải tiến gần lấy nó, xé xác nó thành trăm mảnh. Nhìn kìa, chọc các ngươi thật là chậm chạp, nhưng với sức mạnh toàn năng của ta, các ngươi chỉ là những cọng cỏ rác mà thôi. Chết hết đi. Chết đi. Liều mạng kéo nó chết chung. Cuối cùng, thế giới Clockman này đã thật sự thuộc về tay của mình rồi. Mình sẽ thay thế cha mình, trở thành một chúa tể lãnh đạo mới.